vấn đề cần chú trọng khi các bạn lựa chọn địa điểm tổ chức sự kiện? Có rất là nhiều điều các bạn phải lựa chọn cân nhắc khi các bạn quyết định tổ chức một sự kiện. Đó là thời gian, đó là địa điểm, đó là con người. Và bây giờ chúng ta nói đến một vấn đề, đó là địa điểm tổ chức. Địa điểm tổ chức thì là một cái yếu tố nó cực kỳ quan trọng. Cái việc mà các bạn lựa chọn địa điểm tổ chức sự kiện và thỏa mãn các cái yêu cầu của sự kiện đó, và đồng thời các bạn có những cái cân nhắc quyết định, thì các bạn phải dựa trên rất nhiều yếu tố, rất nhiều đề mục. Thứ nhất là địa điểm phải phù hợp với loại hình sự kiện, đúng không ạ? Có những cái loại hình sự kiện các bạn không thể tổ chức ngoài trời, nhưng mà có những loại hình sự kiện thì bắt buộc các bạn phải tổ chức ở một bãi biển nào đó, hay là bên cạnh một dòng sông nào đấy, đúng không ạ? Tổ chức sự kiện ngoài trời và bên trong hội trường là những cái điều rất là khác biệt nhau. Và sự phù hợp với nội dung, với những hoạt động bên trong của sự kiện, và đặc biệt là phải phù hợp với ngân sách để chúng ta quyết định chọn địa điểm. Có rất là nhiều địa điểm mà chúng ta thường tổ chức sự kiện, ví dụ như khách sạn. Khách sạn thì đáp ứng được rất là nhiều nội dung của việc tổ chức sự kiện. Khách sạn có các phòng chức năng, khách sạn có thể đáp ứng dịch vụ lưu trú, có thể đáp ứng được cái nhu cầu ăn uống và thậm chí là cả nhu cầu vận chuyển, và giảm được rất nhiều cho sự kiện về cái chi phí, về cái thời gian di chuyển, và cũng như là đảm bảo cái tính an toàn rất cao trong cái việc là sự kiện được diễn ra nhịp nhàng. Trung tâm hội nghị thì sao? Trung tâm hội nghị thì khác với khách sạn ở chỗ là họ ít dịch vụ hơn. Nhà tổ chức sự kiện phải lo lắng nhiều hơn về các cái trang thiết bị và cũng như là những cái dịch vụ họ chưa được đáp ứng. Trung tâm hội nghị thì thường nó chỉ có chức năng về địa điểm không gian. Bên cạnh đó thì nó có một ít về trang thiết bị. Tuy nhiên thì hầu hết những cái dịch vụ quan trọng để bổ trợ cho một sự kiện thì trung tâm hội nghị trong phần lớn thì chưa đáp ứng được. Và ví dụ như là các bạn khi mà các bạn làm ở trung tâm hội nghị thì chi phí phát sinh ngoài hợp đồng cho thuê rất nhiều, và chi phí thường thường là cao hơn khi mà các bạn tổ chức tại một sở khách sạn. Rồi các bạn cũng có thể tổ chức những cái sự kiện ở các rạp hát, ở trong rạp chiếu phim, hoặc là những cái phong bạc các bạn dừng ở trên một cái khoảng đất trống, hoặc là trên sân vận động, đúng không ạ? Như vậy chúng tôi xin được nhắc lại một số yếu tố các bạn sẽ cân nhắc khi mà mình tổ chức sự kiện. Thứ nhất là sức chứa của cái không gian nơi đấy. Cái thứ hai nữa là công tác về vệ sinh, tức là những cái công tác vệ sinh, đảm bảo vệ sinh này, rồi là những cái công tác như là vệ sinh cá nhân này, hoặc là những cái vệ sinh dịch tễ này, đó, rồi là khoanh vùng giới hạn này, rồi bảo hiểm, rồi thời gian diễn ra ban ngày, buổi tối, mùa đông hay mùa hè, ví dụ như vậy, nó có rất là nhiều yếu tố. Và quyết định về địa điểm xoay quanh các cái vấn đề thuộc về quy chế riêng, ví dụ như là dụng cụ đáp ứng này, rồi là các khu vực nghỉ ngơi này, rồi là kinh nghiệm trình độ của nhân viên quản lý, rồi là quy định về phòng cháy, chữa cháy, là về công tác an toàn. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng là khi mà các bạn chọn địa điểm, nó có rất là nhiều điều các bạn phải cân nhắc. Và trong các cái buổi học tại trung tâm của chúng tôi sẽ chia sẻ rất là tỉ mỉ và có những cái ví dụ rất là kinh điển để cho các bạn có thể rút ra được các bài học, cũng như là các bạn có được những cái kiến thức cực kỳ sâu sát với thực tế.